Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết đó. Bất ngờ chợt một ngày bất làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sợ mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắng la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những bước con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Chị làm cái này cho ba sẽ tin thầy. Ba ơi, dậy đi, dậy đi. Làm gì vậy? Thì chị đánh thức ba dậy, làm vậy ba mới dậy chứ. Không chị, ba thích gãy đầu lắm. Chị mà làm vậy là ba ngủ lâu thêm á. Vậy chứ giờ mình làm gì? Làm như em nè. Trời ơi, cái gì tụi con, cuối tuần cho ba ngủ chút đi, quậy hoài vậy. Thôi dắt tụi con đi tập thể dục đi. Thể dục gì mà thể dục chi? Cuối tuần rồi mình đi tập thể dục mình mới đẹp được ba. Con đã chuẩn bị đồ cho ba rồi đó, ba mà không bật là uổng lắm á. Ơi ba không có tập thể dục cuối tuần được đâu, tập là ba bệnh á. Ơi uổng rồi. Rồi, tập thể dục. Ơi chắc ba về quá. Không có được đâu. Không được gì, nãy giờ mấy người nhìn bộ đồ cười rồi đó. Thì mình phải mặc đồ giống nhau mới giống một gia đình chứ. Ba là cây nên hồng, con là cây nên xanh, em là cây nên vàng. Ủa chị, hả? Mình cũng đều bằng màu hồng mà chị, xanh vàng gì ở đây? Vậy tụi mình là ba cây nến hồng lung linh. Yeah, mình là ba cây nến hồng lung linh. Ba cây nến hồng đi ra ngoài công viên. Ủa giờ làm sao đây? Chị, hay là bây giờ mình chơi chạy đua đi. Ai chạy chậm nhất thì đó thắng. Trời ơi. Hả? Khôn quá ha. Chân ngắn nhất chắc chắn là sẽ thắng rồi. Đúng rồi, ông lém ha ông. Bây giờ chơi cái khác đi, đừng có chơi chạy nữa. Dạ, chị, mình chơi ném banh đi. Người nào thua sẽ phải lắc bụng. Lắc sao vậy chị? Nè. Lắc bụng vậy đó hả? Dạ. Rồi giờ hai con chơi nha, ba làm trọng tài cho. Ôi, không có vui. Nhưng con muốn làm sao? Con muốn ba chơi cùng. Vậy là ba ném chung luôn hả? Dạ. Chơi thì chơi, sợ gì? Rồi chị ơi, lúc ba thua á chị, là ba đứng lắc bụng chắc mắc cười lắm luôn á. Chắc vậy á. 2, 3. Đủ chưa nè? Dạ chưa ba, còn 1 phút nữa. Trời ơi, cái gì nhiều quá vậy? Không phải 10 phút ba ơi. 10 phút bu vô con lắc đi. Dạ không, 10 phút. Đừng lắc mà thấy bà nội luôn à. Khu mình có biến thái đó. Cái gì? Thiệt hả? Ừ, tôi thề luôn á. Cái gì mà ghê vậy? Trời, trời, tôi đâu có ngờ là ở cái khu nhà mình mà bây giờ lại xuất hiện cái chuyện kinh thiên động địa như vậy đâu. Bởi gì? Thôi bà ơi, chết rồi, bây giờ biến thái mà nó gặp tôi là không bao giờ nó kiềm chế được đâu. Thôi đi về. Gì vậy? Anh Tùng, gì vậy? Anh Tùng,
Chuyện quan trọng, chuyện quan trọng. Chuyện gì? Em mới gặp cái chị Sáu bên lóc đê. Chị nói với em á là khu nhà mình dạo này có biến thái. Khu của mình đó hả? Ôi em sợ quá à. Em biết làm sao quá. Trời ơi em. Yên tâm đi Linh, yên tâm đi, yên tâm, không có gì hết. Nếu mà có chuyện gì xảy ra với Linh, Linh chỉ cần hê lên một tiếng thôi, tôi qua tôi giúp đỡ Linh liền. Anh Tùng à, trời, anh nói vậy sao em sống nổi. Anh cản đi cho em nhảy xuống rồi. Ôi cái gì vậy Linh? Trời ơi, thiệt luôn á. Không phải mình Linh đâu, cả cái chung cư đó ai cần gì tôi giúp hết mà. Bởi mà anh á, anh là thuộc cái là gì á, chứ không phải là gì ta. Ủa giống như là Linh đang chửi tôi vậy? Không phải, ý em nói là anh là cái kiểu đàn ông á mà gọi là soái ca chuẩn mà còn sót lại á. Anh không đẹp, anh không giàu, nhưng mà em mê là em mê cái tính đó đó. Ôi Linh, đúng rồi, Linh có nhớ hình dạng của thằng biến thái làm sao không? Biến thái hả? Để nhớ coi. À, chị Sáu nói với em á là biến thái, hay mặc đồ màu hồng, rồi còn chơi banh nữa. Ba ơi. Ấy da, mặc áo màu hồng thích chơi banh. Anh mặc màu hồng hả? Ừ, chú bận đồ màu hồng. Ê cha. Ê, anh mặc. Ủa màu hồng á? Ừ. Nãy giờ em tưởng màu cam luôn á. Trời đất ơi, cái màu này mà của Linh vô màu cam. Áo màu hồng đâu ra vậy? Của con gái tôi mua nè. Coi cô có thấy ba cây nến màu hồng này dễ thương không? Ủa sao anh mặc áo màu hồng giống như bà Sáu tả, biến thái quá vậy? Trời ơi, biến thái đâu, cái bà Sáu đó bao nhiêu chuyện á. Ba cha con tôi bận đồ màu hồng đi ra ngoài công viên chơi thảy banh. Ai thua thì phải lắc bụng, tôi đứng ngoài công viên tôi lắc gì nè. Cái bên nói tôi biến thái đi đồn tùm lum vậy trời. Vậy là hiểu lầm, hiểu lầm. Trời hiểu lầm thôi. Mà cũng xui nữa. Phải chi anh thiệt biến thái gặp em. Cứ làm gì em đi. Tại này cô Linh có mấy đứa nhỏ ở đây, mình đứng đắn chút xíu đi cô. À, xin lỗi. Hai đứa thấy thương quá. Ủa rồi ngày nào tới hạn trả hai đứa đó về? Thứ hai tuần tới. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn không phải là thứ hai rồi. Ê, này tụi con đi đâu vậy? Anh Tùng này không phải là thứ hai. Ây cha, cầu cho thứ hai nhanh nhanh sớm tới để bọn nhỏ đi xa rồi mình sẽ đoàn tụ với là anh Tùng. Đây dẹp cái này đi, ăn cơm đi tụi con. Ăn đi, đi nè, ăn đi. Con không muốn ăn. Trời ơi, ăn lẹ đi. Chị hai con cũng không ăn luôn. Ăn đi nè, ăn miếng rồi nhanh. Cái gì vậy? Con đã nói là con không muốn ăn rồi mà. Cái hành động gì vậy? Tại sao con ba là cực khổ bà làm mà con không ăn là sao? Con cũng không ăn luôn. Con đút cho cái bàn cái ghế ăn đi. Ê, nè, hai đứa đủ rồi nghe chưa? Không có thái độ chống đối với người lớn như vậy. Biết làm ra bao nhiêu tiền để có bữa cơm ngày hôm nay không? Thôi đừng có khóc xạo làm như tôi không biết hả? Bây giờ tự nhiên tỏ thái độ chống đối cho ha, có gì là phải nói thẳng với tôi nè. Alo, anh nói gì hả? Có gia đình nhận nuôi hai đứa nhỏ rồi hả? Tôi nghe đây. Sao thiệt không? Không, cái vấn đề đang quan tâm mà là gia đình người ta có khá giả hay không. Rồi, vậy là khỏe rồi anh ơi. Vậy là được rồi, khá giả mới lo được cho tụi nói cho anh. Dạ, em cảm ơn em nhiều lắm. Em cảm ơn em nhiều. Trời ơi, tôi sắp khỏe rồi. Gọi cho mấy đứa bạn triển khai đi chơi thôi. Ê bà. Ê, khoan, tôi báo tin vui. Có người nhận nuôi hai đứa nhỏ rồi. Gia đình khá giả, tôi sắp trở về cuộc đời độc thân rồi. Họp lớp liền. Đúng rồi, phải ăn nhậu đồ lại chứ. Hổm gài rồi, mệt mỏi lắm rồi. Vậy nha. Rồi. Quyết định. Hai con. Ủa, Bình An. Sao con ăn cơm bỏ đâu vậy? Bình An à. Không có vợ nghe chưa? Trễ giờ đi làm của tôi còn nghe chưa Bình An? Cái đứa này. Bình An.
Bật nào.